Hello anh em và chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của Chu Smart và mình là Mạnh Béo. Cái tình trạng mà bị xem trộm tin nhắn hay là bị xem trộm những thông tin đời tư cá nhân của chúng ta ở trên iPhone hay là ở trên bất kỳ điện thoại nào khác là một tình trạng rất hay xảy ra. Và đặc biệt là các bạn nữ thì rất hay xem trộm tin nhắn của người yêu mình. Thế nên trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cách để các bạn có thể chống xem trộm tin nhắn ở trên iPhone hay là những cái thông tin đời tư của các bạn. Và video này tất nhiên rồi sẽ chống chỉ định với những bạn nữ có người yêu nhé. Ok, thì cách đầu tiên là các bạn có thể là chống xem trộm ở trên iPhone. Có thể dễ nhất cho các bạn đó chính là ẩn cái app ấy đi. Khi nào mà anh em sử dụng anh em mới mang ra sử dụng thôi. Bằng cách là anh em sẽ vào phần cài đặt giúp mình này và kéo giúp mình xuống cái phần đó chính là thời gian sử dụng nhá. Ở đây thì anh em sẽ kéo giúp mình xuống phần bật giới hạn. Và sẽ có một phần đó là ứng dụng được cho phép ở đây. Và trước khi mà các bạn vào phần này thì phải nhập giúp mình một cái mật mã nhá. Và các bạn hãy cài phần ngoài giúp mình. Đó, thì khi mà anh em vào cái tính năng này thì chúng ta sẽ có ẩn những cái app này. Chúng ta có ẩn camera chẳng hạn, đó. Ẩn camera hay là ẩn FaceTime hay ẩn Safari. Thì với tính năng này anh em có thể là ẩn những cái app mà anh em có thể thường xuyên sử dụng mà anh em không muốn cho người khác sử dụng mình biết ấy. Thì với tính năng này anh em hoàn toàn có thể là tắt những cái app mà anh em không muốn người khác sử dụng như là Safari hay là camera chẳng hạn. Bởi vì là đôi khi mà vào Safari chúng ta có những cái lịch sử mà anh em không thích sử dụng lắm. Thì đôi khi anh em có thể là tắt cái app Safari đi. Và khi nào mà anh em sử dụng thì anh em có thể là bật cái app đó lên. Đó, cách vô cùng đơn giản cho anh em. Đó, thì anh em bật lên này, như này chẳng hạn, đó. Và cái cách tiếp theo mà anh em có thể sử dụng thì nó sẽ nằm ở trong cái phần đó chính là giới hạn ứng dụng ở đây. Đó, anh em ấn phần thêm giới hạn này và vẫn nhập mật khẩu như bình thường nhá. Ở đây thì nó sẽ có rất nhiều ứng dụng anh em hoàn toàn có thể là chọn này, mạng xã hội chẳng hạn đây. Và chúng ta có thể là đặt mật khẩu cho rất nhiều ứng dụng cùng một lúc. Ví dụ ở đây mình sẽ đặt là Facebook chẳng hạn. Đây là hai cái ứng dụng mà rất hay bị xem trộm ở đây. Đó, thì anh em chọn vào phần Facebook và Messenger này. Chúng ta sẽ đến phần tiếp đây nhá. Ở đây thì các bạn có thể cài cho mình đó chính là phần thời gian sử dụng. Ở đây thì sẽ có thể là 1 phút hay là 2 phút chẳng hạn. Bây giờ mình sẽ cài khoảng 1 phút nhá. Đó, thì ở đây nó sẽ có tính năng đó là chặn khi mà kết thúc giới hạn, anh em có thể bật lên giúp mình. Ở đây thì ấn phần thêm này. Đó, thì cái giới hạn này mình đã có là mật khẩu rồi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài cho anh em xem nhá. Đấy, đấy, khi mình ấn vào app Facebook của mình này thì nó sẽ hiện ngay cho mình một cái phần đó là giới hạn thời gian và bạn đã bị giới hạn thời gian sử dụng Facebook. Và khi mà anh em ấn OK nhá thì nó sẽ thoát ra ngoài. Còn khi mà các bạn muốn thêm với mình là yêu cầu thêm thời gian này, ấn vào thì nó chỉ thêm được 1 phút nữa thôi. Đó, ví dụ thêm được 1 phút chẳng hạn. Đây, thì thêm được 1 phút mình vẫn có thể là lướt Facebook. Tuy nhiên thì sau 1 phút nó sẽ tự động khóa với cái mật khẩu mà anh em đã cài ở trước đó. Đó, đây, Messenger chẳng hạn, anh em yêu cầu thêm thời gian này. Và nếu như mà anh em muốn sử dụng nó lâu hơn thì bắt buộc anh em phải nhập cái mã mà anh em đã cài đặt ở phần đầu tiên cho mình. Đây, nhập phần mã thời gian sử dụng nhá. Đó, thì anh em sẽ có thể là phê duyệt thêm 15 phút này, hay là phê duyệt thêm 1 giờ, hay là phê duyệt cho cả ngày. Thì đây là một cái tính năng mình thấy rất là hay để anh em có thể là ẩn những cái tin nhắn của anh em đi. Một cái rất là hữu dụng cho anh em đó. Và một cách nữa để mà anh em có thể là bảo mật thông tin cho chính mình, đó chính là chúng ta vẫn sẽ vào phần cài đặt cho mình. Đó, ở đây thì các bạn sẽ kéo xuống phần trợ năng giúp mình nhé. Và ở cuối phần trợ năng này thì sẽ có một tính năng đó là truy cập được hướng dẫn, thì các bạn ấn lên giúp mình. Đó, thì ở đây thì các bạn hãy cài mật mã giúp mình nhé. Có cái phần cài mật mã này thì hãy đặt mật mã là Touch ID hoặc là cái mật khẩu để anh em có thể là khóa ứng dụng của mình lại. Rồi, và sau khi cài mật khẩu này thì mình sẽ vào cái app bất kỳ như kiểu là YouTube chẳng hạn. Và cái điều cần làm, các bạn cần làm ở đây đó chính là ấn 3 lần nút home giúp mình với những cái phiên bản như là iPhone 6 và những cái phiên bản mà chúng ta có nút home ở đây. Còn những anh em nào sử dụng iPhone X hay là những iPhone mà sử dụng tay thỏ ấy thì các bạn sẽ ấn 3 lần nút sườn nhá. Ở đây thì mình sẽ ấn 3 lần nút home này. Đó, thì khi mà anh em ấn 3 lần nút home này chúng ta sẽ hiện ra một cái màn hình đó là truy cập được hướng dẫn. Và ở đây thì có một cái tính năng đó là anh em có thể vẽ một cái màn hình như này. Đây, mình sẽ vẽ một cái màn hình lên màn hình của mình. Đó, thì nó sẽ ra một cái khoảng trống này. Và cái khoảng trống này chính là cái khoảng trống mà anh em khi mà anh em ấn vào ấy thì nó sẽ không thể nào mà chạm vào màn hình của anh em được. Bây giờ thì mình sẽ kéo to khoảng trống ra nhá. Gần như là mình sẽ kéo full màn hình ở đây. Đó, anh em bật phần tiếp tục này. Rồi, và bây giờ cái việc của anh em là chính là cứ để cho người ta cầm thôi. Anh em có thể đưa như này. Anh em hoàn toàn là không thể nào kéo được ở những cái phần mà nó đã bị kiểu là có một cái phần mờ mờ đây, thì là những cái phần mà chúng ta không thể nào kéo được. Đây. Và khi mà anh em bật cái năng này lên thì anh em có thể là đưa điện thoại cho người yêu sử dụng đấy. Đấy, nhắn tin nhắn đấy, xem đi, anh em cứ xem đi nhá. Đấy, anh em đi ra ngoài. Đấy là một cách rất hữu dụng để anh em có thể là không cho người yêu xem tin nhắn hay là xem bất kỳ cái gì anh em không muốn. Và để mà có thể tắt được cái tính năng này đi thì hãy ấn 3 lần nút home giúp mình này. Đó, anh em sẽ nhập mật mã anh em đã cài ở lúc đầu nhá. Và anh em ấn tắt phần này đi cho mình. Rồi anh em ấn kết thúc. Đó,
thì chúng ta lại có thể là kéo lại bình thường đó, em có thể xem YouTube bình thường luôn. Vậy là vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em những cách để anh em có thể là chống xem trộm ở trên iPhone một cách vô cùng đơn giản. Và nếu như anh em thấy thích cái video này thì đừng quên lại cho mình một like như là subscribe nhá. Chào anh em.